Nhân tâm kinh lễ Nam Mô A Di Đà Như Lai. A Di Đà Phật thân sắc vàng tướng tốt rực rỡ hào quang sáng ngời, mày trắng tỏa tu di uyên chuyên mặt trong ngần bốn biển long lanh. Ánh hào quang hóa vô số phần vô số Bồ Tát hiện ở trong 48 nguyện đồ chúng sanh chính phẩm sang vạn lên giải thoát. Nguyện thứ nhất khi tôi thành Phật trong nước tôi không có ngục hình hay loài ngạ quỷ súc sanh không bao giờ có sanh thành nơi đây. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện thứ hai, nhân dân trong nước đều hóa sanh từ chính phẩm liên nương theo nguyện lực tinh chuyên đến khi thọ mãn sen liền nở hoa. Nhân tâm kinh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện thứ ba, hóa ra vật thực nhiều thứ non khỏi phải tìm cầu, dùng xong vật dũng liền thấu không cần phải rửa phải lâu nhọc nhằn. Nhân tâm kinh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện thứ tư, y phục mỗi ngày muốn bao nhiêu áo mù dép dày thấy đều hóa đủ trưng bày, khỏi mua khỏi giặt khỏi may cực lòng. Nhân tâm kinh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện thứ năm, thành trì bát ngát nhiều lâu đại cung điện nguy nga, bảy hàng cây báu đơm hoa hương thơm ngào ngạt tỏa ra nhẹ nhàng. Nhân tâm kinh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện thứ sáu, kính mến tương giáo không sang tham giúp đỡ lẫn nhau, không lời qua lại trước sau, không ganh không tị thương nhau vô cùng. Nhân tâm kinh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện thứ bảy, nhân dân trong nước không có lòng uể trượt dâm ô, cũng không có tiếng tục thô, cùng là nóng giận hồ đồ ngu si. Nhân tâm kinh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện thứ tám, chuyên trì chánh niệm nhớ điều hay điều giờ bỏ đi, nếu ai muốn nói chuyện gì người kia hiểu ý tức thì khỏi phân. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện thứ chín, chỉ nghe điều thiện có hơi đâu nghĩ chuyện dông dài, chuyển tâm tu niệm hằng ngày rồi ra nghiệp chướng dứt ngay không còn. Nhân tâm kinh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện thứ mười,
biết thân này huyễn thì không nên tham luyện thế gian, khổ thay trần thế chẳng an, xin đừng tham đắm vô vàng điêu linh. Nhân tâm kinh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Mười một trời người tuy khác hình dung, đồng một sắc vàng y, người người nghiêm chính phương phi, mặt mày đẹp đẽ không chi sánh bằng. Nhân tâm kính lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nguyện 12 thinh văn duyên giác nhờ chuyên cần tu tập hành thiền, cho đến đồng vật nhân thiên chứng quả duyên giác thanh văn không lường. Nhân tâm kính lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nguyện 13 dân số Phật đã không còn có số tính ra cho bằng, nhiều như số các sông Hằng tại an dường, quốc khó phân khó lường. Nhân tâm kính lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nguyện 14 sống đời trường thọ cánh thanh nhàn, hưởng thọ tự nhiên không sao tính hết, vận niên sống lâu vô lượng vô biên đời đời. Nhân tâm kinh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nguyện 15 hướng lạc an nhàn, trọn sống đời cực lạc cao sang, như người vượt thoát trần gian lầu, hoặc dứt hết lạc bán vui vầy. Nhân tâm kinh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nguyện 16 thanh tịnh trang nghiêm hẳn, xa lìa vọng tưởng triền miên, sống đời tịch mịch an nhiên, niết bàn hiển hiện chân nguyên tỏ bày. Nhân tâm kinh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nguyện 17 thực hành đạo cả suốt đêm ngày, rộng rã độ sanh thiết tha, nói pháp tụng kinh hoằng khai, Phật đạo công trình hơn ai. Nhân tâm kinh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nguyện 18 biết được kiếp trước hễ vừa sanh vào cõi nước tôi, người người rõ chuyện xa xôi trăm ngàn muôn kiếp qua rồi đều thông. Nhân tâm kinh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nguyện 19 cái thấy suốt thông, dân chúng tôi có thể xa trong, toàn thể vũ trụ mênh mông rõ ràng, trước mặt đều không trở ngại. Nhân tâm kinh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nguyện 12 cái nghe rõ ràng ở phương xa, chư Phật nói kinh thầy đều nghe rõ âm thanh, nghìn muôn ức cõi như hình đâu đây. Nhân tâm kinh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật.
Nguyện hâm mong biết rõ tâm người, cách trăm ngàn thế giới xa xăm, chúng sanh vừa mới mỏng tâm, dân tôi đều biết không nhầm mấy may. Nhân tâm kinh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện hâm hai thông dòng tự tại, những tận đâu chẳng nải đường xa, chỉ mong khoảnh khắc vượt qua mười phương các cõi như là dạo chơi. Nhân tâm kính lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện hâm ba công đức vui mừng, khen ngợi tôi đại chúng đồng thanh, phát tâm vui vẻ hiền lành lắm, chúng sẽ được hóa sanh sen vàng. Nhân tâm kính lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện hâm bốn quang minh chiếu diệu nơi đánh tôi, rực rỡ vô ngần sáng hơn nhật nguyệt muôn lần, luôn luôn tỏ ràng khó phân đêm ngày. Nhân tâm kính lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện hâm lâm hào quang chói diệu đến tận nơi các cõi u minh, chư thiên cho đến bạn sanh thấy hào quang sáng tự mình quy y. Nhân tâm kính lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện hâm sáu quang minh cảm hóa khắp mười phương các cõi nhân dân, hào quang chiếu đến bản thân từ hòa tâm tánh hướng dân cõi trời. Nhân tâm kính lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện hâm bảy vãng sanh tịnh độ cho những ai thiền định năng cháy, khi nào mang bảo thân này tôi và thánh chúng tiếp ngay sen vàng. Nhân tâm kính lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện hâm tám trời người các cõi nghe danh tôi trần thiết huy hoàng, ngày đêm tưởng niệm vãi vang, người ấy sẽ được lạc bán sanh về. Nhân tâm kính lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện hâm chín chúng sanh các cõi nếu dốc lòng ra khỏi bến mê, tên tôi mười niệm không nề, một lòng chánh niệm được về Tây Phương. Nhân tâm kính lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện mười ba mọi điều như ý, kiếp trước đây tạo nghiệp chẳng lành, hôm nay phát nguyện tu hành Tây Phương Cực Lạc, cầu sanh dễ dàng. Nhân tâm kính lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện hâm bốn mọi người cung kính nghe tên tôi đành lễ, cũng dường người đó sẽ được dễ dàng, người trời kính nể quy hàng tán dương. Nhân tâm kính lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện hâm hai
sanh làm nam với những đàn bà con gái chán đời phát tâm tín niệm danh tôi thân sau sẽ khỏi luân hồi nữ nhi. Nhân tâm kinh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện ba chứng liền đạo quả bậc nhất sanh bồ sử hiện tiền lại con những vị siêu nhiên muốn sanh cõi khác tôi liền giúp cho. Nhân tâm kinh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện bấm bốn nhân dân trong nước muốn quay về cõi khác đồ sanh, nếu không như nguyện cũng không đỏ ba đường dự thoát vòng trầm luân. Nhân tâm kinh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện bấm lâm các hàng Bồ Tát muốn cúng dường chư Phật những đau hướng hoa anh lạc trân châu mang đi khắp cả vừa hầu vừa ăn. Nhớ tâm kinh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện bấm sáu được như ý nguyện, nếu ước muốn mọi vật có liền đưa đi khắp cả các miền cúng dường chư Phật về liền chưa trưa. Nhân tâm kinh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện bấm bảy thông minh trí tuệ hàng Bồ Tát phúng tụng các kinh liền được trí tuệ thông minh diễn dương chánh pháp tài tình cao siêu. Nhân tâm kinh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện bấm tám biển tài vô ngại chư tôn Bồ Tát huệ sáng nơi giảng kinh thuyền pháp khắp nơi biển tài vô ngại không người sánh phân. Nhân tâm kinh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện bấm chính nhân dân trong nước 32 tướng tốt trang nghiêm kim cang thần lực vô biên in như chư Phật kim thân sáng ngời. Nhân tâm kinh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện 40 quốc độ trang nghiêm trong cây báo muốn xem chư Phật mười phương các cõi ở xa hiện hiện trước mặt như là soi gương. Nhớ tâm kinh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện 41 mọi đường công đức Bồ Tát nào chưa được hoàn toàn có thể biết được đạo tràng đề cao cho đến 4000 do tha. Nhân tâm kinh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện 42 người vật khôn lường quốc độ tôi đồ vật chúng sanh mỗi người mỗi vật tính minh dù chứng thiên nhãn chẳng nhìn hết đâu. Nhân tâm kinh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.
Nguyện bốn ba mọi người trong nước chỉ mong cầu nghe được pháp kinh tự nhiên có sẵn âm thanh không cần mời thỉnh theo tình thế gian. Nhân tâm kính lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện bốn bốn Bồ Tát thinh văn trong nước tôi trí tuệ oai linh trên đành có ánh quang minh biển tài nói pháp in hình thế tôn. Nhân tâm kính lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện bốn lắm mười phương Bồ Tát nghe tên tôi phát nguyện quy lại thêm thiền định hành trì liền được giải thoát không gì vướng ngăn. Nhân tâm kính lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện bốn sáu chư tôn Bồ Tát ở phương xa tinh tấn tu hành tám mười giải thoát chứng xong. Thường thấy chư Phật số đông không lường. Nhân tâm kính lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện bốn bảy dân số đông đầy hàng hàng lớp lớp về đây tu hành người người nguyện thoa vô sanh vào hàng bậc thối viên thành nơi đây. Nhân tâm kính lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện bốn tám hoàn thành pháp nhân người người đều thành khẩn quy hoàn thành nguyện lớn một khi nhất thì tám nhân hành trì luôn luôn. Nhân tâm kính lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.